Hôm bữa Thư Phan gieo nhiều lớp ớt, ớt Thái chùm á. Thư Phan cũng tặng cho mấy bạn, mấy em, mỗi người một cây hai cây trồng chơi. Bây giờ vẫn còn dư nhiều cho nên là Thư Phan sẽ cho xuống đất hết luôn, trồng trong bếp luôn. Năm nay ăn ớt lột lưỡi luôn. Mấy cái ớt này là năm rồi Tư Phan có nói là Tư Phan sẽ để lại ớt Thái chùm nè cô chú anh chị em để đó. Thì năm rồi Tư Phan cuối mùa Tư Phan cắt, mặc dù trời rất là lạnh nhưng mà tụi nó cũng vượt qua được cái lạnh của Houston 28 30 độ gì đó, nằm ở ngoài này luôn. Tư Phan đâu có trồng ở trong nhà đâu, Tư Phan không có mang vô được, Tư Phan trồng ở dưới đất. Cô chú anh chị em thấy đất không? Đó. Mà bây giờ đây là giờ tháng 4 vừa cái hết lạnh rồi bắt đầu tụi nó đua nhau chen chúc hoa chùm chùm rồi đó. Nè, cô chú anh chị em thấy mê chưa? Thì năm rồi có mấy cây thì bây giờ Tư Phan cũng còn nguyên đó. Cái này là lúc này thì mới bắt đầu có hoa và trái li ti. Thư Phan sẽ gom cái video mà nói về cây ớt Thái chùm này á, cho đến lúc mà nó có trái nhiều ra. Cái này là nó đang ra hoa mấy ngày rồi, bắt đầu có trái hơi hơi này nè, cô chú anh chị em thấy không? Quá trời luôn, chi chít trong này nè, thấy thương. Nhưng mà cái cây nó lùng lắm cô chú anh chị em, chào trái đặc luôn, hoa chi chít đó. Tư Phan không có biết cách quay cho nên nhiều khi quay cũng không có khéo lắm, thì cũng tầm tầm hy vọng truyền tải hết cái đẹp của cái cây ớt cho cô chú anh chị em đó. Bông chi chít. Sẽ có một cái mùa bội thu trái nữa như năm rồi của chú anh chị em ơi. Nhưng mà là sẽ này là, nếu mà tính năm nay bắt đầu là năm thứ hai ớt 2 tuổi đó. Đây là cây ớt cá nè. Cái này Thư Phan gieo lúc mà trời chưa có lạnh á. Không phải ớt cá, nó kêu gì Thư Phan quên nữa rồi. Tại là năm cây rồi nó lùng lắm cô chú anh chị em, hơn đang của Tư Phan chút trái vậy đó. Đây là cây ớt nhung, Tư Phan có gieo nó lúc mà tháng 11, 12 gì đó, tháng lạnh á. Tư Phan gieo chậu xong rồi mang vô nhà. Giờ Thư Phan mang ra không có lớn lắm đâu cô chú anh chị em, mà giờ thấy hoa trái của nó thấy thương quá. Ớt nhung thì cái trái nó, cái lá nó long long, trái thì tím tím, cay. Ớt này thì cay lắm luôn. Năm nay hình như Thư Phan trồng ớt hơi bị nhiều. Và Thư Phan có 4 cái ớt sừng Việt Nam. Này là ớt nhung, Thư Phan nghĩ cô chú anh chị em chắc biết ớt này nó dễ biết lắm, nó lạ hơn. Và năm nay Thư Phan trồng mấy cái ớt cũ của năm rồi là ớt Thái chùm, này là ớt nhung, này là ớt sừng Việt Nam nè. Ủa nó cũng xanh tốt lắm của chú anh chị em, được 4 cây đó, 2 3 4. Mấy em cũng đang chuẩn bị ra hoa ớt con chi chít nè, đây cái gốc nè. Hôm qua Thư Phan mới rải cho ít phân hộp, đất nó khô quá. Chú anh chị em thấy không, ớt sừng Việt Nam đó. Năm nay ớt đầy luôn. Thì cái này Thư Phan mới tưới đó, hồi nãy Thư Phan quay qua mấy anh kia, bây giờ Thư Phan quay qua mấy anh này. Nói chung ớt Thái chùm này không có làm Thư Phan thất vọng mà rất là thích thú.
cay giòn, không có bị hỗn giống như những cái loại ớt mà ăn vô chịu không nổi. Thì Tư Phan có quảng cáo cái loại ớt này là năm trước rồi, cho nên năm nay không có bàn nữa mà là để luôn cái ớt qua 2 năm đó. Còn ớt mà mình gieo thì Tư Phan cũng gieo rồi, một sân ở trong kia đó, Tư Phan có quay đó. Thì cái này là ớt cũ năm trước lên lại ra trái. Bây giờ Tư Phan, bữa nay Tư Phan lá nhiều quá, Tư Phan tỉa bớt. Tại vì nếu mà ớt mà lá tốt quá thì nó không có nuôi trái được. Mà hiện tại lá nó xanh lắm, của cái này quá trời luôn. Tư Phan phải cắt tỉa. Lúc nào cũng vậy, Tư Phan cắt tỉa. Cây nhỏ xíu là lá xum xê. Một cây này nãy em mới tỉa đó, cây đầu tiên đó. Cây này ớt xịt một đống lá luôn, quá trời. Rồi Tư Phan cắt tỉa cái cây mấy cây ớt sừng Việt Nam với là ớt nhung, quá trời quá đất lá luôn. Trái chi chít này. Trái nhiều lắm, cắt vô là phạm liền. Lá nó nhỏ xíu, lá của ớt sừng nó bự. Rồi tới em này tí xíu nữa thì đang cắt luôn. Bây giờ tới ớt lùng, ớt thái chùm này của chú anh chị em. Này thì khỏi chê luôn, cái lá nó nhỏ hơn cái lá ớt sừng mà lớn hơn lá ớt nhung. Chắc này phải lấy kéo nhỏ, nó chi chít hoa trái trong này cho nên là chắc thế nào cũng phạm. Trồng ớt này giống như chơi kiển á cô chú anh chị em. Ở Việt Nam Tư Phan nhớ ba Tư Phan chơi kiển đó, cứ cầm cái kéo chắp tay số đít đi qua đi lại, cắt. Cô chú anh chị em coi nè, nó ra bông vậy đó, dám ăn không? Trái chưa lớn, mới có bông thôi chứ mỗi trái là hay khủng hoảng luôn. Cái gì đâu mà chi chít với này nè. Trời, tôi đang cắt lá, tôi đang mới nhìn trong đây thôi, có hai cái chín trong kẹt luôn nè cô chú anh chị em, dã man thiệt á. Không hề thấy luôn. Chết mồ luôn rồi, gãy cái bông rồi. Chứ có gãy nhánh nào không biết. Bữa nay Tư Phan quay nhiêu đây thôi. Tư Phan sẽ update về mấy cây ớt này mà khi mà trái nó to cho cô chú anh chị em coi nha. Ghiền luôn á.